Bố Cường ơi, về ăn cơm. Bí mật về thăm nhà, con gái nấp trước cổng nhà hàng xóm cất giọng gọi bố Cường ơi về ăn cơm. Thế đó, nhân dịp đám cưới anh trai, cô con gái rượu của bố lại một lần nữa âm thầm trở về nước trong một khoảng thời gian xa xứ. Bình cũ, rượu mới, vẫn trò chơi bí mật tạo bất ngờ cho bố. Thế nhưng hôm nay con gái quyết định không cải trang, e ấp hay là che giấu thân phận. Tranh thủ lúc bố sang nhà hàng xóm chơi, cô gái đã lặng lẽ bước tới cổng nhà, dõng dạc gọi bố Cường về ăn cơm. Bố Cường ơi, về ăn cơm! Dù người nhà tin chắc 10 phần là tiếng của con gái, nhưng riêng bố lại nhất định không tin, vì bố vẫn cho rằng con gái không về kịp dự đám cưới anh trai. Đến khi mọi người thúc giục bố Cường ra xem thực hư, thì bố mới bước ra đi kiểm chứng sự thật. Khi thấy con gái thật sự đã về, không những đang đứng trước mặt mình mà còn gọi mình về ăn cơm, ông bố đã không thể giấu được niềm hạnh phúc trên gương mặt, nở nụ cười hiền từ, rồi dang rộng vòng tay ôm lấy đứa con gái cưng vào trong lòng. Đoạn clip sau khi đăng tải đã khiến cho cộng đồng mạng không khỏi bùi ngùi xúc động khi chứng kiến cảnh đoàn viên của hai cha con. Dù không ai rơi giọt nước mắt nào, nhưng cũng đủ để mọi người nhìn thấy được tình cảm dạt dào mà hai bố con dành cho nhau. Một vài chia sẻ được cộng đồng mạng để lại. Tự dưng rưng rưng nước mắt, tại ba mình không bao giờ thổ lộ tình cảm với mình cả. Lớn tới giờ chưa nhận được cái ôm chủ động nào từ ba. Mình đã khóc rất nhiều khi xem video này, không biết cảm xúc từ đâu mà nước mắt cứ chảy ra hoài không dứt được. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Đừng quên đăng ký kênh Tin 3 Phút để cập nhật tin tức nóng hổi mỗi ngày.